Hai đứa đi từ ngoài về đúng không? Chiếc nhẫn này mất trong nhà. Chắc chắn là những người trong gia đình này lấy thôi chứ ai. Em nghĩ trong tình huống này chắc mình đi báo công an đi anh ha. Đừng. Thôi phải báo thôi. Đừng báo công an mà. Điện thoại đâu rồi, đưa anh báo công an. Em đang nỉ đó, đừng báo công an mà. Sao vậy? Em lấy. Em lấy. Tại sao? Biết là em kẹt tiền. Em lỡ tay thôi mà. Thôi được rồi, anh tha cho em. Nghe em nghỉ việc đi. Ủa? Thôi, công nhận nha, em có phước thiệt á. Chứ chị ở đây lâu lắm rồi á, chứ chưa ai mời chị ngồi cái ghế nào hết á. Cũng có mấy lần tính mời cô ngồi rồi đó. Vậy sao mời? Sợ ghế nó hư. Cái thằng nói năng gì kỳ cục vậy. Có mấy lần anh định mời em ngồi rồi. Vậy sao anh không mời? Anh nghĩ em người ở mà mời chứ. Hãy anh này. Dù gì Bella cũng như người trong nhà của mình mà. Đúng rồi, chỉ có Sang trong nhà này là thương tôi thôi. Hai anh đối xử với phụ nữ vậy không đúng. Đứng lên đi Bella. Tiếp khách. Nhà có khách mà, đứng lên đi. Hay Bella muốn ngồi? Muốn ngồi. Ngồi dưới đất đi Sang. Thiệt. Lúc mà tôi vô nhà này tôi ở cho tới giờ, tôi tưởng là ba anh em này không thích con gái. Nhưng mà đến hôm nay tôi mới biết được một điều, là ba anh em không thích tôi, nhưng con gái khác vẫn thích. Giỡn cho vui mà. Không vui ạ. Nhưng mà em vẫn thương chị Bella nhất mà. Hết chưa. Trong nhà này chỉ có Su thôi. Chỉ có Su là không bao giờ bỏ tôi bởi bất cứ điều gì. Dù có như thế nào thì Su vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Sự thương cô á hả? Không bao giờ bỏ tôi bởi bất cứ điều gì. Đúng rồi. Wow, móc khóa của chị đẹp dữ vậy. Không bỏ bất cứ điều gì. Nhưng Su sẽ bỏ tôi vì một cái móc khóa. Quê hoặc quê. Thôi đừng có quê nha. Thôi bỏ đi. Thôi đừng quê nha. Thôi đừng có quê. Gặp em là em bắt xe đi về quê rồi đó. Mấy anh chị vui quá à. Hàng gì chị Bella nói với em á, chị Bella thích ở đây lắm luôn á. Ôi dạ. Chị Bella có kể em nghe là trong nhà này á có tới 3 người đàn ông đẹp trai nữa không? Dạ chị Bella không có kể, nhưng mà em thấy ba anh rất là đẹp trai luôn. Thôi. Thôi. Ủa? Thôi. Rồi mấy anh em bị tật hết hay sao? Bà làm gì vậy? Sao vậy? Đâu có gì đâu. Đó là bản lĩnh của người đàn ông thôi. Khi mà gặp người con gái đẹp thì cái hormone tăng trưởng của mình nó tỏa ra đó mà. Dạ thôi chắc bây giờ em với chị Bella đi ăn nha. À không dạ. À đừng, Hòn đã đến nhà chồng rồi. Đến nhà anh rồi thì mình cứ ở đây mình ăn uống như là gia đình đi. Ở nhà anh có nhiều món healthy lắm. Không à? Dạ. Dạ. Đừng ngại nha. Dạ. Cô đừng có ngại, anh của tôi không thích con gái đâu, ảnh mời chơi vậy thôi à. Vinh, nếu anh có thích con trai á, anh cũng không thích một đứa vô duyên như em đâu. Anh sao? Để. Dạ. Mà cái này anh lẹ lắm. Trời đất ơi. Dạ, em cảm ơn. Cho em mắt, em chơi đi. Nè. Sao em của Bella xài xáo mất tiền vậy? Không biết làm nghề gì ta? Nhanh lên. Ra đây. Cái gì? Em... Sao hả? Em có vấn đề. Có bầu đúng không? Ừ. Mấy tháng? Với ai? Ừ. Trời ơi, chị làm như muốn có bầu là có gì á. Trời, mày làm như mày muốn vậy á. Tôi đâu ra. Chứ bây giờ cái gì? Nhưng mà em có bầu thiệt. Cái gì? Không, ấy là bầu tâm sự. Hết hồn à? Tâm sự gì? Chị, em cần học ngoại ngữ á, nên em định xin tiền chị đóng học phí. Bao nhiêu? 3 triệu. 30 triệu. Cái gì? Đi nước ngoài học cái gì mắc dữ vậy? Thì nó cũng giống như đi nước ngoài vậy đó. Kiểu là giáo viên người nước ngoài về dạy cho mình đỡ phải đi ra nước ngoài học á chị. Nha, cho em 30 triệu thôi. Nhưng mà chị mới gửi tiền về cho mẹ rồi, bây giờ đâu có dư. Thôi trời. Chị giúp em đi chứ bây giờ em không biết kêu ai giúp em hết trơn á nha. Em biết là chị thương em mà. Bella ở đâu mà để cho em quét vậy? À dạ, chị Bella làm ở ngoài vườn sau á anh. Dạ. À anh Vinh. Anh Vinh làm đạo diễn thiệt hả? Anh là đạo diễn, nhưng mà em nói thiếu rồi đó. Anh là đạo diễn đẹp trai nhất ở đây. Nói đầy đủ vậy nha. Dạ. Hèn gì chị Bella nói với em á là em không có được tiếp xúc với anh nhiều á, tại vì anh nguy hiểm dữ lắm. Em không biết gì hết, tại em ở dưới đó không biết á. Chứ trên này người ta thích mấy cái nguy hiểm đó em. Nguy hiểm mấy kiểu thú vị, bí ẩn phải không? Như nào? Tôi nói rồi nha, anh đừng có đụng tới em gái tôi á. Nếu không là tôi xuống sát với anh đó. Làm sao thèm Vinh? Hả? Hết đồ hôn hả? Tại sao vậy? Trước khi anh đã dặn em rồi, cất cái hộp nữ trang của mẹ, sao giờ vẫn còn ở đó? Khổ anh quá, anh cứ làm quá lên à. Đồ để trong nhà có sao đâu, có mất mát gì đâu sợ. Em có biết cái hộp nó giá trị lắm không? Trong đó toàn là vàng thật, đá thật không đó. Trong nhà ai lấy sợ? Vậy bây giờ mất thì sao? Mất em đền đúng không? Em đền. Hay quá hả? Alo, Vinh nghe nè. Thằng này nhờ có xíu cũng không xong nữa. Bella, em cầm cái hộp lên phòng anh, cất kỹ giùm anh nha. Anh ra sau nhà làm cá, chứ làm trong đây á, nó tanh lắm. Sẵn tiện cũng đi ngang phòng, sao không cầm bỏ vô phòng luôn đi, còn sai nữa, dịu sai nhớ. Em làm cá không? Anh đi cất cho, em làm cá đi. Không, em cất. Ừ. Chơi. Ở cái nhà này cái bị bệnh tim quá à. Cái gì? Chị ngồi đây đi. Chuyện này gấp lắm, phải làm liền ngay lập tức á. Cái gì mà phải làm liền? Đi, chị nhắm mắt lại đi. Tại biết sao không? Cái chuyện này á, phải cần một người vừa đẹp gái dễ thương như chị, mà đặc biệt là phải có cái gu thẩm mỹ mới có thể nhận xét được giùm cho em á. Bố nhắm mắt lại đi. Nhanh lên á. Rồi. Nhắm mắt chưa? Rồi. Không có được mở ra đâu nha. Trời, có bao giờ mà chị hí với em từ xưa tới giờ, có bao giờ mà chị ăn gian cái gì không? Em đếm 1 tới 3 là chị mở mắt ra nha. Thì đếm đi còn nói nữa. 1, 2, 3. Có thấy gì đâu? Cái màu son trên môi có đẹp không? Trời đất ơi con điên. Son nào cũng là son, cái môi nào cũng là cái môi. Thoa lên cái môi thì nó vẫn là cái môi. Dù cho em có tha son màu gì đi nữa em cũng không đẹp bằng chị đâu. Tôi thấy ở nhà. Em có làm gì đâu mà chị thấy. Chị không có nói em. Thấy gì? Nhìn. Đừng có nhìn chằm chằm vào em gái của tôi như vậy. Anh Vinh, chắc anh Vinh định mời làm diễn viên đúng không? Trước khi mời á, chắc tôi phải kiểm tra đạo đức của cô trước. Trời ơi! Hết hồn! Tôi nói thấy là cuối đời tôi cũng bị bệnh tim hả? Tại sao cái hộp còn ở đây? Tại sao cái hộp vẫn còn ở đây? Thì bây giờ em đem cất nè, em mệt quá cái. Khoan đã! Đưa tôi mượn nó chút xíu đi. Mượn làm gì? Tôi muốn coi lại cái nhẫn mà ngày xưa tôi dùng tháng lương đầu tiên của tôi á, tôi mua tặng mẹ. Mà hồi xưa giờ em có coi hứng thú với mấy cái này đâu mà coi làm gì? Giờ mày. Cái đồ dở mất rồi. Trời đúng rồi. Cái nhẫn 2 ly 7 em tặng mẹ đâu rồi? Không, hồi nãy mới mở ra vẫn còn. Thì bây giờ mất rồi đó. Trời đất ơi. Xuân hả? Bé Xuân hả? Ừ, anh đây nè. Bây giờ mọi người muốn xem gì nữa đây? Trong nhà anh Sang hả? Ủa, mọi người muốn gặp hai anh kìa Sú. Hai anh ơi, lại đây nè, mọi người muốn xem hai anh nè. Đây nè, vô. Gia đình đang nói chuyện rồi. Cái gì vậy? Trời đất ơi, quá trời người đang coi luôn á. Chị nhận dinh thằng mẹ mất rồi kìa. Cái gì? Sao tự nhiên mất? Em không biết gì nha, đang livestream nãy giờ không biết gì nha. Còn lũ chảnh luôn á, lên coi đi. Không phải Su. Anh biết không phải là hai đứa rồi. Hai đứa đi từ ngoài về đúng không? Chiếc nhẫn này mất trong nhà. Chắc chắn là những người trong gia đình này lấy thôi chứ ai. Em nghĩ trong tình huống này chắc mình đi báo công an đi anh ha. Đừng. Thôi phải báo thôi. Đừng báo công an mà. Điện thoại đâu rồi, đưa anh báo công an. Em đang nỉ á, đừng báo công an mà. Sao vậy? Em lấy. Em lấy. Tại sao? Biết là em kẹt tiền. Em lỡ tay thôi mà. Thôi được rồi, anh tha cho em. Nghe em nghỉ việc đi.